Xin chào mọi người, chào mọi người quay lại với livestream của anh Nhân. Sau khi về nhận phòng tắm rửa nghỉ ngơi, bây giờ mọi người trong đoàn bây giờ là đi vào chùa Bà Châu Đốc. Tới chùa Bà rồi đây. Con đường đi này mình chia hai đường đi, nhưng mà đường đi vô, đường này là đường đi ra. Ai mà đi không đúng đường là bảo vệ sẽ ra nhắc nhở, yêu cầu đi đúng đường. Con này cùng sau. Mọi người thấy không? Bên hông này, hồi xưa là cái chợ cũ, bên hông chùa này, bây giờ chỉ là một con đường nhỏ thôi, nhưng mà bên trong vẫn có một cái chợ nhỏ, mọi người vẫn buôn bán, rất trong đó rất là đông. Ba cái số này. Bên hông là có rất nhiều người bán cái số này. Mọi người đang cầu may kìa, đấy ngồi lựa vé số. Và giấy như đó rất. Hôm sau trời mưa, mưa nơi đây. Ngày ăn cái bát đủ đi cũng bài. Đây, đây là cái khu lò đốt nha. Đây là khu mọi người đốt vàng mã nha mọi người. Đó. Và mình đi từ cái cổng sau đi lên, đâm ra là xưa gặp cái chỗ này trước. Đó, mọi người đang sắp xếp mọi người. Đó. Đây, đây cái lò mọi người đốt. Đó, quay cho mọi người coi cái lò đốt nha. Đó, đây là cái lò đốt này. Đó, mọi người quăng, trời ơi, nóng lắm mọi người. Ôi, nóng kinh khủng luôn á. Thôi coi vậy thôi, biết vậy thôi nhé. Tối thì vẫn đông mọi người. Mọi người đi hằng hưng rất là đông. Đó. Đó, chụp hình. Đó, đây là cái mấy cái bàn để họ trưng bàn để cúng, trưng trái cây, nến, hoa quả. Đây là cúng. Con gạo nữa. Vàng mã này. Rất là nhiều. Thôi cái này đẹp chưa mọi người? Wow. Đấy, mọi người đã sắp xếp này. Đây có hai dãy bàn để mọi người đứng sắp xếp này. Đề nghị. Đây này, đề nghị quý khách hạn chế thắp nhang trong chánh điện, mỗi người nên thắp không quá 3 cây nén nhang. Đấy có quy định này. Đó, người ta đang cúng kiến mà mình đi ngang qua mặt ta cũng kỳ ha. Đó. Đó. Mọi người nhớ tuân theo nha. Ồ, cũng mới trời lên mọi người. Quá đông lắm. Đó, cái này mà xui xui chứ. Bộ bật ngoại tình đi với nhau mà vô đây mình quay chúng luôn là chết.
ở bên này bán đầu đồ lưu niệm. Này là chữ lọc, mấy cái túi nó chữ lọc màu vàng, màu đỏ đẹp quá. Có mấy cái thùng công ích này. Đó. Ai muốn bỏ tiền công ích thì bỏ vào đây nha. Ở đây cấm quay phim chụp hình nha mọi người. Cấm quay phim chụp hình, nhưng mà mình không có quay phim, mình live stream luôn. Nói chung mình không có vào, mình cúng. Má, mọi người tạo dáng ha, cái cặp đôi đứng tạo dáng đẹp không? Trẻ trung dễ thương, tràn sức sống. Nè, ở đây nè, ở đây có cái miếu, thấy mọi người đến cầu xin cũng nhiều lắm này. Trong đây mình thấy trong đó có một cục đá quấn một cái khăn màu đỏ mà mình không biết nó là cái gì. Gì đây? À, miếu tà thần. Đây là miếu tà thần. Du khách đi theo đoàn cũng rất là đông. Bây giờ trời tối rồi. Mình thấy đèn lên rất là lung linh rồi. Cây mai rụng hết hoa rồi, không còn cái gì hết. À, đây có một cây sa la. Cây sa la đẹp lắm. Cây sa la. Và theo như mình biết cây này là một chủng loại cây có độc nha mọi người. Nên rất là nguy hiểm, chúng ta không nên để cho nhựa cây sa la dính vào mắt nha. Hoặc là vào những vùng da nhạy cảm nó rất dễ nó sẽ gây rát thì bỏng. Rồi cây mai khổng lồ. Cây mai khổng lồ mà không có một cái bông nào hết. Và chúng ta đã đi coi như là xong cái miếu rồi đó, còn cái khu nào nữa không? À, trong kia còn cái khu mua bán. Đó, cái khu mua bán đồ lưu niệm trong này nha mọi người. Đây. Kiêm cả vệ sinh toilet luôn. Còn đây là ban quản lý thông tin du lịch quốc gia núi Sam, chủ yếu là bán tour mọi người. Rồi chúng ta lướt lại một lần cuối nha, trước khi kết thúc live stream ở đây nha mọi người. À, bye bye mọi người nha, chúc một mọi người một buổi tối thật là ngon giấc nha.